người mình bao năm chẳng đôi, bây giờ còn dối gian nhau. Vâng, và xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em. Giới thiệu các bác một combo nhạc số, cái nhạc rất là hay và có lẽ là cũng đã rất phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên là hôm nay thì nhà em có một số điều rất đặc biệt trong cái video này em muốn giới thiệu cho các bác. Một combo nhạc số thì em muốn gửi tới các bác đó là một cái chiếc âm ly nhạc số vô cùng hay của Sony, đó là Sony HF-S1, kết hợp với lại cặp loa JBL Studio 630, một trong những sản phẩm loa mà thành công nhất của hãng trong phân khúc là Bookshelf. Thì nó sẽ có 620, 630, rồi 680, 690, 698, rất là nhiều. Thì 630 là một trong những số series đó nằm trong dạng loa Bookshelf với kích thước rất là lớn và đánh rất là hay. Dòng gần như dòng top đầu bảng hoặc dòng hi-fi của JBL. Đó. Và điều đặc biệt hôm nay thì em có một chiếc âm ly nhạc số Sony HF-S1. Thì các bác biết rằng ở trên kênh em thì cái âm ly nhạc số Sony HF-S1 ấy, thì em review rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay thì em về một chiếc rất đặc biệt. Em sẽ cùng các bác quay lại gần và giới thiệu cho các bác hàng này là hàng sách tay ở Nhật đã qua sử dụng. Tuy nhiên chiếc hôm nay rất là đặc biệt. Đó, đây chính là chiếc đầu giải mã kiêm âm ly nhạc số tích hợp Sony HF-S1. Và cái chiếc này thì đã được một ông chủ người Nhật, họ yêu thích cái thiết kế kiểu vintage, tức là cổ điển. Họ đã ốp thêm hai hồi gỗ, độ thêm hai hồi gỗ ở hai bên như này, làm cho nó vừa có cái sự gọi là cái sự ấm cúng, cũng như là cái sự mà yếu tố mà sự kỷ niệm ở đây, cũng như là vẫn mang lại sự sang trọng của nó, bởi vì toàn bộ xung quanh đều là nhôm nguyên khối hết. Thì ông ấy đã ốp thêm hai hồi gỗ. Và đối với phiên bản đặc biệt này thì giá rất là phải chăng cho các bác, chỉ bán với giá mức giá là 15.800.000, hỗ trợ bao ship toàn quốc, tặng kèm các bác đầy đủ 500 ghi nhạc số chất lượng cao ở trong này. Đây các bác nhìn, đây các bác nghe nhạc số chất lượng cao được em cóp em đưa vào đây thì nó sẽ hiển thị cho các bác là gì, ca sĩ Đan Nguyên này, đây ca sĩ Đan Nguyên này, định dạng nhạc này, rồi đĩa CD này, album là gì này, bài hát là gì, bìa đĩa luôn, thì nó rất là đầy đủ cho các bác. Ngoài ra thì cái thiết kế đặc biệt này thì em nghĩ là ở Việt Nam cũng có lẽ cũng chỉ có một chiếc duy nhất có cái thiết kế như này thôi. Ai họ yêu thích thì họ độ thêm những cái hồi gỗ, ốp thêm hay là thậm chí là phủ vàng 24K. Rất nhiều mẫu loa đã được độ phủ vàng 24K. Thì chiếc này cũng rất đặc biệt như vậy, được ốp thêm hồi gỗ nhìn nó rất là đẹp và sang trọng, mà nó cũng không ảnh hưởng gì về thiết kế cả các nhá. Về cả là thiết kế cũng như là những cái phần tản nhiệt cũng không bị ảnh hưởng gì cả, nó chỉ có làm cho cái thiết bị thêm đẹp và sang trọng hơn thôi. Về cái đó là về cái hình thức và của cái chiếc này cũng rất đẹp, khiển zin đầy đủ ấy, đẹp xuất sắc, khoảng đâu đó tầm 97-98%, và hai bên thì đều được ốp hồi gỗ như thế này, các bác ốp hồi gỗ luôn. Và con này thì có một cái đặc điểm là gì, đó là có màn hình hiển thị rất là lớn, có khả năng giải mã 32 bit, rồi có khả năng chơi được nhạc DSD chất lượng cao 512 MHz, rồi có khả năng lưu trữ bên trong ổ cứng, ở trong này sẽ có ổ cứng tới 500 GB, và có được em tặng đầy đủ nhạc trong này. Các bác có thể chọn bài hát ở đây và chúng ta mở một bài hát nào đó, giả sử như là đêm buồn tình nẻ chẳng hạn, đây bấm vào để chọn enter thì lập tức bài hát nó sẽ phát, rồi sẽ có nút volume ở đây và có thể có app điều khiển kết nối mạng, rồi kết nối điều khiển qua app, play, next bài, stop. Và ở phía sau ấy nó sẽ có rất nhiều những kết nối hay. Ở phía trước đây các bác nhìn có một cái logo của Sony dập nổ rất là lớn này. Con này thì nó là hàng được sách tay đấu giá từ Nhật về, hàng đấu giá từ Nhật về và sách tay về, đâm ra là nó sẽ sử dụng điện là điện 100V cơ, điện 100V. Thì các bác lưu ý là chúng ta dùng thì các bác cắm cho em qua điện 100V là được. Thì chúng ta thì cắm một lần thôi. Và đạt chuẩn Hi-Res Audio của Sony. Đấy. Nghe nhạc số rất là hay, em khẳng định luôn là đánh Bookshelf thì các bác yên tâm là nó là một combo cực kỳ hay, nhất là khi nó ghép với cặp loa JBL Studio 630 này, đánh rất là hay luôn. Và ở trong này các bác nhìn nhá, sẽ có rất nhiều các chức năng để các bác có thể cài đặt. Em có thể làm mẫu luôn cho các bác này. Đây, sửa chúng ta vào cái phần back ra vào cái phần gọi là cái phần favorite, các bác có thể cho một album nhạc các bác yêu thích vào đây, nhạc playlist hoặc là favorite này. Rồi ở đây sẽ có những ngõ đầu vào như là ngõ internal external input, nghĩa là ngõ để chọn đầu vào. Đấy, sẽ có rất nhiều ngõ đầu vào như là cổng quang optical này, cổng đồng trục này, cổng serial in này, cổng line in này. Hai cổng này các bác hoàn toàn có thể cắm những đầu CD phát trực tiếp vào đây được. Thì tùy các bác lựa chọn mà chúng ta chuyển xoay cái núm thôi. Nó vừa mà cái dạng cái nút này được nút núm ấy, được CNC rất là sang trọng và rất là đẹp. Đấy. Các bác nhìn nó cái sự sang trọng của nó khi chúng ta sử dụng và vút ve nó, gần như nó là cái dạng nút vô cực, đâm ra là nó sẽ không bị ảnh hưởng gì về cái việc giới hạn vặn quá đà hay vặn nhầm cả.
Đó, thì bây giờ em sẽ mở vào phần now playing, nghĩa là bài hát đang phát, hoặc là phần nghệ sĩ, hoặc là phần track, thì các bác lựa chọn cực kỳ là dễ, ở trên điều khiển nó cũng có luôn. Bây giờ sẽ quay cho các bác xem ở phía sau của âm ly để các bác hình dung những cái kết nối cơ bản của nó như thế nào, và chúng ta có thể hình dung được rõ về những kết nối của nó. Các bác thấy không, ốp hồi gỗ nhìn nó rất là cực kỳ là sang trọng, nó mang một cái gì đó, nó yếu tố cổ điển ở đây. Đối với bác yêu thích cái dòng vintage thì các bác có thể tham khảo cái chiếc âm ly đã được độ lên như này. Đầu tiên là gì, con này sẽ có những cái kết nối như cổng quang, cổng coaxial này, cổng dây mạng LAN, cổng USB acid, cái này để có thể train, em nhớ không nhầm là để scan nhạc vào. Đặc biệt là nó có thể là đầu rẻ mã qua cổng layout này, các bác có thể nối tín hiệu âm thanh xuống âm ly khác để phát làm nguồn phát thì cũng được. Rồi hai cổng line in để các bác có thể kết nối thiết bị bên ngoài vào. Rồi một cái cổng hai cổng bắp chuối để các bác có thể kết nối ra loa. Đấy. Và đặc biệt con này là sẽ sản xuất tại Malaysia và đời là đời 2018 các bác nhé. Ở phía sau này sẽ có một cái cánh quạt để chúng ta làm tản nhiệt, và dây đây là dây nguồn zin theo máy của Sony, và chúng ta nhớ là cắm cho em điện 100V. Đấy, 100V. Thì đó là về chiếc đầu rẻ mã Sony HS1. Và em xin nhắc lại mức giá cho các bác là mức giá sẽ là 15.800.000, hỗ trợ bao ship toàn quốc, phiên bản đặc biệt được ốp hồi gỗ. Và em nghĩ sẽ là một chiếc duy nhất được ốp hồi gỗ. Đến thời điểm này em nghĩ tại Việt Nam cũng sẽ không có bác nào chơi cái này đâu. Ở bên Nhật thì ông này ông có thể là rất đam mê, ông chủ ở Nhật khi đưa cái chiếc này ra đấu giá thì ông nói rõ là ông rất thích. Và ông đã đưa đi để ông ốp thêm gỗ để ông được trải nghiệm cái thiết kế nó vintage, nó cổ điển. Thì đó là một cái nguyên nhân như vậy vì tại sao nó được ốp hồi gỗ. Và hôm nay thì lựa chọn ghép cho các bác một cặp loa Buchse cũng rất là hay, cặp có tên là JBL Stereo 630, một cặp loa Buchse với chiều cao lên tới, em nhớ không nhầm là hơn 35-37 cm, khá là lớn trong size Buchse, với chép dạng nén họng kèn, và mang lại cho chúng ta cái thiết kế cũng như là cái chất âm rất là tuyệt vời, khi mà phần bên ngoài cũng được dán vernier màu vân gỗ rất là đẹp và có logo của JBL trước đây. Đây là JBL chuẩn các bác nhé, không phải JBL fake nhé, các bác yên tâm. Và bây giờ thì mời các bác cùng là nghe tiếp cái combo âm thanh nhạc số đến từ Sony HS1 phiên bản mã ốp hồi gỗ, cũng như là cặp loa JBL Studio 630. Cặp loa này em đang có mức giá vô cùng tốt, mức giá cho các bác sẽ là 15.500.000 để các bác nào tham khảo, và với mức giá chuẩn giá để các bác có thể mua được hàng luôn, không phải mặc cả, không phải là không phải tham khảo quá nhiều. Và chỉ còn có 2 cặp duy nhất thôi. Giá rất là tốt, và sau cái lô hàng này sẽ là gần như là hãng đã clear mã này rồi thì phải, em nhớ không nhầm. Tạm thời là như vậy. Đang cháy hàng. Thì mời các bác cùng lắng nghe tiếp cái chiếc âm đến từ combo này để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn về cái chiếc combo này cũng như chiếc âm mi Sony HS1. Chỉ còn gần em 1 giây phút thôi. 1 giây nữa thôi là xa. Xanh vẫn xanh.
Tình ta đã